Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình. Đây hôm nay quay cho anh em cái con 07 đây. Này là nguyên bộ 07. Nhìn nó quá chuẩn luôn. Nồi nào nó cũng chạy sướt sướt nha anh em. Nồi nào nó cũng chạy sướt sướt. Trái giữa. Còn cái kia là nó đóng bị lộn ngược rồi, nó đóng cái số nó ngược rồi. Cái giữa là số mát. Bộ nồi là ZB đồng quan. Này bộ nồi có 07 nha, có số là 200. Rồi vết 2000 cũng vậy luôn. Samsung M8 cũng nó luôn. Anh lau cho em chứ em coi cái ZB cái. Làm sao cái trần mắt mình không thấy cái gì. Răng là dây cui anh em. À cái là dòng này á, nó còn xài mấy đời nữa anh em. Nó còn xài mấy đời nữa. Nó có một cái đời nồi này là đời cao sau này. Còn có những cái nồi ngắn. Cái nồi ngắn và cái nồi mà cái này là gài cái nắp này chứ không phải liền đâu. ZB số đây đứng ngược đọc nó hơi khó đấy. À, trong nồi ba nhông là tất cả là riêng riêng nét. Nồi là cái nào của nồi cũ cũng hơi xước chút, hơi xước chút. Cái nhông nó cũng ấy luôn nha, cái nhông nó cũng đây mình lau cái nhông, cái nhông cũng là số nó nằm ở trên này đấy. Rồi là lắm. Anh ngã nó xuống một chút đi. Ngã nghiêng nó qua chút em quay cái mặt rồi. Đấy, rình nó là phải như thế trong trống nha anh em. Sơn sọt là đẹp dữ lắm. Rồi. Rồi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh nha. Anh em cần Phụ Tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình. Số điện thoại là 0907 tốt lành anh ạ.